chương trình Tình Tự tối thứ tư. Và với thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều anh chị em chủ tiệm nail cũng như là thợ đang hoang mang vì một số tiểu bang đã được đi làm lại và một số tiểu bang vẫn chưa có thông báo đi làm lại, chưa có ngày chính xác. Thì mọi người đang không biết là tất cả các khoản thu chi của mình trong thời gian này nó vừa hạn hẹp và cũng rất là nhiều cái khoản mình phải chi ra, với kèm theo nhiều cái điều lo lắng dành cho người chủ và cũng như là người thợ. Thì tối hôm nay Nail Job có mời chú Châu Dương là đại diện từ PNC Tax and Accounting Service đến đây để mà mang những cái thông tin và kiến thức mà chúng ta cần biết để mà chúng ta sắp xếp cho cái business của mình cũng như là bớt hoang mang và lo lắng. Dạ, kính chào quý vị, chào Ngân. Dạ, con chào chú. Trước tiên là rất là cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, tại vì mùa này là ai cũng biết là mùa thuế và cũng rất là busy, nhưng mà thấy là chú gọi nói chuyện thì chú mới nói là bây giờ mọi người đang hoang mang lo lắng lắm con ơi, cho nên là chú cũng dành thời gian sau một ngày làm việc để đến đây. Thì hy vọng là mọi người có cái câu hỏi gì và thắc mắc gì thì cứ việc nêu lên để mà em đưa câu hỏi đến cho chú để cho giải đáp cái thắc mắc của mọi người trong thời gian hiện tại nhé. Bây giờ là cái áp lực tài chính là một cái áp lực rất là lớn cho chú. Một số tiểu bang đã ra thông báo là được đi làm lại, giống như là Texas thì con biết là bắt đầu ngày 18, nhưng mà Florida của mình là hiện tại lại là chưa có đi làm luôn. Thì còn chú hàng ngày tiếp xúc với nhiều người khách thì chú thấy là cái nỗi hoang mang của mọi người như thế nào, và cái nhận định của chú trong cái thời điểm hiện tại thì sao? Đây là một giai đoạn cũng thật khó khăn. Tại lúc trước từ khi mà nạn dịch nó đang mạnh thì mình biết là chắc chắn là nó đóng cửa. Bây giờ thì có những tiểu bang bắt đầu cho mở cửa. Hình như là chú có một người khách ở West Virginia thì họ đã được mở cửa rồi. Đó, họ mở rồi. Và có một điều có lẽ là các anh chị chủ tiệm và họ đã đừng có lo là những cái tiệm ở West Virginia khi họ mở ra đó thì họ nói là rất là đông khách. Thực sự là khi mà rất là đông thì cũng là một cái nỗi lo khác đi kèm đó chú. Hàng ngày là con tiếp xúc với khách hàng Channel Job rất là nhiều. Một phần á, là đang có cái nỗi lo là tài chánh, chưa được mở cửa thì lo là sẽ không có tài chánh để mà xoay sở. Nhưng mà khi mà mở cửa ra được rồi thì lại nói là tiệm em chuẩn bị mở cửa rồi, mà bây giờ sợ là khách vào tiệm nhiều quá, mà tình hình dịch bệnh nó vẫn còn đang tăng cao, nó chưa có dấu hiệu là giảm nhiều, một số tiểu bang vẫn đang tăng, thì người ta lại kèm thêm một cái lo lắng là về sức khỏe. Bây giờ giống như là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà có lẽ là nếu mà đông khách thì sẽ dễ đối phó hơn là nếu không có khách gì hết, đúng không? Dạ, dạ. Tại vì thực sự nếu cùng lắm thì mình mướn thêm người đứng chặn chỉ cho bao nhiêu người vô tiệm cùng một lúc thôi. Dạ. Và ngoài ra mình bây giờ là trên khắp mọi nơi mình có thể mua đủ thứ để mà bảo vệ sức khỏe, như là khẩu trang, rồi mình có những cái shield để mình che mặt cho mình và cho khách. Thì những cái đó mình có thể mua được và mình để không lo về vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên cái vấn đề tài chính nó vẫn còn khó, tại vì theo như chú nhìn thấy, nếu mình ngưng trệ từ 6 tới 8 tuần rồi, thì tất cả những cái gì khi mình bước chân ra là mình bắt đầu thối lui rồi. Tại vì bây giờ những cái số chi phí nó đã chồng chất và mình không có lợi tức để mình trả. Thí dụ như là mình mướn chỗ, đa số chủ phố sẽ không bỏ qua cái tiền đó và mình phải điều đình là như thế nào, yeah, là một chuyện. Mình đi xin, mình mượn loan của SBA thì có người được, có người không, yeah, có người nói thế này, có người nói thế khác. Mình đi xin thất nghiệp chẳng hạn thì có những tiểu bang họ làm việc tương đối là rất là mau mắn, nhưng mà như là chúng mình ở đây ở tiểu bang Florida thì là có thể là cái hệ thống của Florida nếu không tệ nhất nước Mỹ thì chắc cũng gần đó, cũng phải là top 5%. Đến mức độ mà như là thống đốc của mình đã bắt khởi đầu một cái cuộc điều tra là tại sao cái hệ thống nó lại điêu tàn đến mức độ đó. Yeah. Hầu như là ở Florida tới bây giờ là con thấy là rất là nhiều người nói về cái tiền thất nghiệp là chưa ai nhận được, những người mà con quen thì là chưa ai nhận được cái tiền thất nghiệp cho tới thời điểm hiện tại. Thì tin tức trên báo cũng có thấy là người Việt Nam mình thì chưa thấy là go crazy, nhưng mà đối với người Mỹ mà ngưng 1-2 tháng mà chưa có tiền thất nghiệp là coi như là họ bắt đầu bước ra đường biểu tình, rồi có người còn chấp nhận đi vào trong tù ngồi nữa. Đúng rồi, để biểu tình thôi đó. Chú có thấy cái chuyện đó, tại vì hình như là có một cái thống kê nói là chỉ có 17% đã có tiền.
Thì nếu mà 17% thì là quá tệ hại. Phải nói là bây giờ mình đã 6 tuần vào trong trong cái nạn này rồi mà mình chỉ có process được 17% thì phải nói là tiểu bang, cái hệ thống của tiểu bang quá điêu tàn thì thôi. Một số người nữa chứ cũng biết là lo nghĩ đến cái tiền 1.200 đồng stimulus check thì có người nhận được rồi, lại có người chưa nhận được. Thì cái vấn đề đó là như thế này, nếu ai đã khai thuế với IRS và có số chương mục, nhưng mà cái số chương mục đó mình đưa cho IRS để lấy tiền refund thì họ sẽ dùng. Nhưng mà nếu mình nợ và mình trả thì họ lại không dùng cái chương mục đó vì một lý do nào đó, họ không họ, họ có lẽ là sau khi họ lấy tiền xong thì họ hủy bỏ cái số chương mục đi. Thành ra những người đó sẽ phải chờ lâu hơn, và những người nào mà thực sự là phải đi qua đợi tiền check thì chắc còn lâu hơn nữa tại vì cái số người rất là đông. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên mà nước nước Mỹ đã cho cái chuyện này, thì chắc chắn là sẽ được. Nếu người nào hội đủ điều kiện thì chắc chắn sẽ được chuyện đó. Nghĩa là ai có đóng thuế là sẽ được nhận hết nó không chứ? Không cần phải đóng thuế, thí dụ như là một người già mà nhận tiền Social Security thì cái tên của họ và số social của họ đã trong system rồi thì họ cũng sẽ nhận được cái tiền đó. Chỉ có những người mà dependent của một người khác thì không được nhận mà thôi. Trước khi đi qua câu hỏi khác thì em không biết là bên bộ phận kỹ thuật của mình có cần phải chỉnh lại cái âm thanh hay không? Rất là nhiều anh chị nói nó hơi bị nhỏ, không biết là mọi người có nghe rõ hơn chưa? Mọi người nghe rõ hơn nữa thì có thể là nói cho em biết để mà mình có thể mình đi qua cái câu hỏi khác với chú nha. Tại vì thật sự mỗi lần mà mời chú lên đây á thì bản thân em là thấy cái thời gian nó rất là quý báu, khi mà chú đem tới cái chương trình của mình vừa giải đáp thắc mắc mà cũng là vừa một cái kiến thức mà chúng ta phải học để trong cái quá trình kinh doanh của mình phải hiểu hiểu biết. Kinh doanh mà không hiểu biết thì Ngân thấy là nó sanh ra rất là nhiều cái vấn đề rắc rối sau này, phải không chú? Đúng thế. Nghe rõ rồi. Và chú ơi, bây giờ con thấy là nhiều người chủ đang ở nhà ở những cái tiểu bang mà chưa có được cho tiền bất kỳ một khoản tiền nào từ 1.200 cho tới tiền thất nghiệp hoặc là tiền loan đi nữa. Đối với người chủ thì tiền loan họ vẫn chưa nhận được. Thì có một câu hỏi của một vị khán giả nói là nếu con là chủ và con nhận W2, con đi xin tiền thất nghiệp được hay không? Và có bị trouble vấn và có bị cái rắc rối vì sau này hay không? Vì 1 tháng ngay ở nhà thì con còn lo được, bây giờ bước qua tháng thứ 2 rồi mà vẫn chưa có cái dấu hiệu nào đi làm lại thì con không có lo nổi nữa. Không, câu trả lời đó thì là thực sự là nếu mình là chủ mà nhận W2 thì là mình đã nên đi xin thất nghiệp từ lúc mà đóng cửa, đợi đến bây giờ là hơi hơi lâu rồi đó. Thực sự là mình là nhân viên, rõ ràng mình có W2 có nghĩa là mình là nhân viên của tiệm, dù là chủ vừa vừa là nhân viên thì là chắc chắn là mình sẽ hội đủ điều kiện để có tiền thất nghiệp. Và vì là nhân viên tức nghĩa là mình đã đóng thuế vào trong cái hệ thống của tiểu bang thì mình sẽ được cả tiểu bang lẫn liên bang và không có một điều gì mà sẽ gây phiền phức cho mình cả. Rồi cái phần này là phần mà con thấy là không riêng một người khán giả này hỏi con mà nhiều khán giả lắm. Có thể là mấy anh chị đang hiểu lầm khi mà mình là người chủ của business thì mình lại nghĩ là mình nghĩ theo mình là một người chủ chứ mình không nghĩ là mình là một vẫn là một người nhân viên của cái business đó. Phải không chú khi mà nhận W2? Đúng thế, nhưng mà tuy nhiên với cái CARES Act đó, thì là chính phủ nó đưa ra, nó đặt những cái định nghĩa, có những cái định nghĩa chú rất không đồng ý với, tại vì chú làm thuế bao nhiêu năm thì thí dụ như là một người mà gọi là self-employed thì là có một cái định nghĩa rất là chính xác trong luật thuế là thế nào là self-employed. Nhưng mà khi SBA đưa ra cái định nghĩa của họ thì mình nhìn vô mình bảo là thực sự là SBA không hề tham khảo với IRS tí nào hết khi họ đưa ra cái điều khoản này. Nhưng mà tùy theo cái dạng của cái công ty của mình, của cái tiệm của mình. Thí dụ như là có một số các anh chị đã là theo dạng corporation, dù là S-corporation hay là corporation, thì trả lương là như thường. Mình có thể là vừa là chủ mà vừa là nhân viên. Chuyện đó là rất là thường tình, không có gì là khác cả. Thì về cái phần này thì mấy anh chị có thể bắt đầu đi, tới bây giờ là đã quá trễ rồi nhưng mà vẫn chưa có muộn để mà mình đi xin tiền thất nghiệp nếu như mà mình tiểu bang của mình chưa có cho mở lại. Rồi và một cái câu hỏi nữa thì có người nói là sao tới bây giờ con vẫn chưa có nhận được khoản tiền nào hết, từ SBA loan cho tới tất cả các khoản khác là nói là về tiền thất nghiệp cũng chưa nhận, SBA loan cũng chưa nhận và 1.200 cũng chưa nhận.
mình có nói SBA loan thì là hoàn toàn là theo cái người mà cái nhà băng nó process. Nếu mà mình mượn EIDL thì chú e rằng cái tiền nó đã hết rồi, không còn nữa. Phần còn lại là cái phần Paycheck Protection Program, tức là PPP đó, thì hiện tại họ vẫn nhận đơn và họ vẫn process. Tuy nhiên từ trước cái này chú với cô có nói chuyện nhiều lần thì cái PPP thật sự đã không có thích hợp với tiệm nail cho lắm. Tuy nhiên nếu mà mình cần thì mình cũng cứ xin. Tiền thất nghiệp thì như lúc mình đã nói là rất nhiều tiểu bang hoàn toàn là thất bại, họ không có đủ khả năng để họ chịu cái số người quá đông đảo như vậy, thành ra nó rất là chậm. Nhưng mà các anh chị đừng có lo, khi mà họ trở lại bình thường hoặc là họ bắt đầu họ process được tất cả những cái đơn xin đó thì họ sẽ phải trả tiền hồi tống lại cho đến từ cái ngày mà mình đóng cửa. Và câu hỏi kế tiếp đó là có nhiều tiệm mới mở cửa là cái business mới và chưa có khai thuế thì có được chấp nhận SBA loan hay không chú? Theo định nghĩa của SBA thì một tiệm mới, dù thí dụ như là mới mở năm 2020, tức là mới mở đầu năm 2020, tức là chưa có khai thuế 2019, chưa có khai thuế một năm nào hết, vẫn hội đủ điều kiện để xin SBA loan. Cái vấn đề là mình phải có đầy đủ giấy tờ khác, thí dụ như là một bảng lời lỗ cho mấy tháng trước khi mình đóng cửa chẳng hạn, thì họ sẽ đòi hỏi những cái đó, nhưng mà chỉ vì là tiệm mới, không phải là mình không hội đủ điều kiện. Thì khi mà mình làm như vậy, làm sao để mà mình chứng minh được là cái loss của mình? Cái loss, nếu mà mình đưa ra một cái bảng lời lỗ mà mình lỗ vốn đó, thì xin rất là khó. Nếu mình có lời chút xíu đó, thì mình lại xin dễ hơn. Nhưng mà trong hai thường thường là chắc mình sẽ hoạt động khoảng 2 tháng, 2 tháng rưỡi trước khi mà cái nạn dịch nó tới, thì là mình phải đưa ra một người kế toán viên, họ sẽ làm cho mình một cái bảng tường trình lời lỗ, tức là profit and loss statement đó, và họ đưa đưa lên nộp theo hồ sơ thì cũng được. Cái đó là dành cho tiệm mới, còn những cái tiệm mà ví dụ như người ta mới mua tiệm trong vòng 1 tháng và sau 1 tháng sau là cái dịch tới thì cái đó làm sao chú? Thì 1 tháng, trong 1 tháng mình cũng có đầy đủ tiền chi thu chứ, thì mình dùng kể từ cái ngày mà mình mua tiệm cho đến ngày mà mình đóng cửa thì mình phải có chi thu, thì mình vẫn vẫn ghi đôi đàng hoàng, không sao cả. Vậy là nói chung là về bất kỳ là tiệm mới, tiệm tiệm mới build, mới mở cửa hoặc là cái tiệm mà mình mới mua lại của người ta và dịch tới thì mình không có xoay sở được thì mấy anh chị cứ đi mà apply cho SBA hoặc là cho EIDL hoặc là cho PPP. Còn về cái phần PPP thì con thấy là ngay cả chính tiệm của con apply thì cũng một tiệm nhận được và còn một cái tiệm kia chưa có nhận thì con không biết là mình có nên check với họ bằng một cái cách nào hay không chú, hay là mình vẫn im lặng mình chờ đợi thôi. Thực sự là mình có thể check được, nhưng mà là xác suất mà mình có thể mình nói chuyện được với ai thì cái đó rất là thấp, tại vì chú thấy là tất cả những cái ngân hàng họ rất là bận và mình gọi vô thì thường thường là không có hiệu quả cho mấy. Và cho đến nay đó thì là tại sao họ chấp thuận một tiệm họ không chấp thuận một tiệm khác, thì thực sự nó là một cái bí mật mà không chắc không không mấy người biết. Và có lẽ chú nghĩ là họ theo cái kỹ nghệ, tức là nếu mà mình thí dụ như là tiệm nail đó mà xin đó, họ biết chắc chắn tiệm nail bị đóng cửa, biết chắc chắn, thành cái đó là điều đó là khẩn cấp. Còn thí dụ như là những cái tiệm mà nó bán trên Amazon chẳng hạn thì họ biết là họ vẫn bán được, thì những cái người đó mà có xin đi nữa nó cũng chắc chậm chạp hơn và chưa chắc đã là được. Có anh Sang Huỳnh hỏi là chú ơi PPP loan nhận được mà tiệm còn trong trong vùng chưa có mở được đó chú thì có xin được cái forgive không chú? Đây là cái điều mà tất cả các anh chị đã nhận được PPP loan nên chú ý. Cái PPP loan nó có 2 phần. Cái phần thứ nhất là các anh chị đã làm rồi, tức là mình làm đơn mình xin và có tiệm được có tiệm không. Bây giờ thí dụ là các anh chị đã được cái loan đó nó gửi vô. Có một số người thắc mắc là tại sao là tôi cũng là một tiệm nail khác cũng giống tôi y như hệt, nhưng mà họ được một số tiền gấp 3 lần số tiền của tôi. Thì chúng muốn nhắc lại cho mọi người nhớ thế này, đây là đoạn đầu. Khi mình nhận được cái tiền này đó, nó vẫn chỉ là một cái khoản nợ mà thôi, mình mượn cái tiền này cho đến khi mình
nộp cái đơn thứ hai để xin xí xóa cái nợ. Đó là cái là phần khó. Cái phần xin á, thực nếu các anh chị nghĩ là phần xin là dễ đó, thì cái phần xí xóa nó sẽ còn khó hơn gấp bội. Tại vì cho đến bây giờ cái lề luật của cái sự xí xóa đó nó thay đổi hàng ngày. Lúc thì một chiều này, lúc thì chiều khác. Và thực sự cái chương trình này không có đủ dài để mà mình ngồi mình nói tất cả từng cái chi tiết của điều kiện mà SBA đã đưa ra mà để được xí xóa. Do đó tôi thực sự tôi khuyên tất cả những cái tiệm nào đã được cái tiền PPP nên tư vấn với một người nào mình làm việc chung để cho họ hướng dẫn mình đi qua cái phần xin xí xóa. Và cái phần đó nó sẽ quan trọng hơn, tại vì nếu không thì cuối cùng nó chỉ là nợ mà thôi. Và nếu quý vị cần cái tiền nợ đó thì tương đối lãi suất rất là rẻ, 1% phải trả trong vòng 2 năm. Thì thực sự là mình mới nói là nếu mình cần vốn để mình sinh hoạt đó, thí dụ như là mấy người mà mình có thể cái thể, ta có cái tiền xoay sở hiện mình tại có tiền xoay sở. Và thí dụ như là nhất là những anh chị mà nói là chúng tôi đang nợ chủ phố, mình cái tiền rent là một cái tiền họ cho phép xài, họ cho phép với giới hạn, nếu mình xài quá thì họ không có xí xóa thôi. Nhưng mà họ vẫn cho mình mượn, tức là mình xài đúng đúng tiêu chuẩn, tức là họ vẫn cho mình mượn, họ không có đòi lại và họ không có truy tố. Nếu mình tiêu xài cái loan này với một cái không theo lề luật của họ thì họ có thể truy tố mình được. Nhưng mà nếu mình xài theo đúng những cái điều khoản mà họ cho phép thì cuối cùng nó chỉ là một khoản nợ mà 1% trong 2 năm thì cái chuyện đó rất là rẻ. Cái phần này thì chắc con phải hỏi chú kỹ hơn rồi. Người ta nói là mượn thì dễ nhưng mà để làm sao để nó forgive thì mới là khó, và cái cách mình xài làm sao để mà nó được đưa vào cái dạng mà có thể xem xét để mà forgive chú. Cái forgiveness là cái khó nhất chắc chắn. Và cái khó hơn nữa là cái lề luật của nó hiện tại chưa có rõ ràng. Mình có một cái sườn, mình nghĩ là nó sẽ như vậy. Tuy nhiên, SBA và khắp nơi đó, chính phủ họ vẫn thay đổi ý kiến. Và họ thay đổi ý kiến rất là đều đặn. Thành ra cho đến khi cái khoảng 8 tuần đó, nó ra, nó chấm dứt đó, thì lúc đó có lẽ mình sẽ nhìn thấy cái phần lề luật nó rõ ràng hơn. Bây giờ thì thực sự là mình nói, mình cũng chỉ là đoán, tức là mình gọi là educated guess mà thôi, tức là mình theo kiến thức của mình đọc cái luật hiện tại và mình quyết định là đây là cái gì họ muốn làm, nhưng mà cái đó họ có thể thay đổi ngày mai. Thực sự nói tới cái phần này á thì mấy anh chị mới thấy là có thể là mình phải chi. Đây em thấy là nhiều người nói là cái đó apply với ẹc, tự apply đi, tại sao phải đi mướn người này người kia. Thì tới lúc này mấy anh chị mới thấy là mình phải chi cho cái business của mình một cái phần nào đó để cho những người professional người ta lo giấy tờ cho mình để mình đỡ phải nhức đầu. Tại về luật đó thì họ lại update hàng ngày, ngay cả bây giờ chú cũng nói là luật mà chú là làm về bên này là mấy chục năm rồi, mà khi mà nó ra cái Care Act này là vẫn phải update cái luật hàng ngày của nó vì nó thay đổi. Cho nên là nếu như mà mình chưa apply thì mình nên đi tìm một người nào đó mà người ta có license đàng hoàng và để cho người ta help mình take care cũng như là follow up những cái giấy tờ. Chứ không thôi là sau này có thể là những cái khoản tiền mà mình nhận được hiện tại nó lại phải bị trả lại sau này, không có được đưa vào cái dạng forgive. Và cái có một câu hỏi trên đây nè chú, có người hỏi là con đã nhận được cái tiền 7.000 EIDL rồi nhưng mà có cần submit thêm cái giấy tờ gì sau đó nữa hay không? Trên nguyên tắc á, là lúc đầu là EIDL nó đưa ra nó gọi cái này là advance, khẩn cấp cho những người mà cần thiết, thì theo đúng cái lẽ là họ advance thì họ không có, miễn là mình xài cho cái cơ sở kinh doanh của mình thì họ không có thắc mắc. Tuy nhiên ngay cả cái này nó cũng còn mù mờ, mình chưa có biết rõ là họ có đòi hỏi là mình phải chứng minh là mình xài cho business hay không. Cho đến bây giờ thực sự là chúng cũng chưa có thấy một cái gì mà rõ ràng. Nhưng mà là nếu mà theo đúng như cái lề luật lúc mà họ mới ra đó thì chắc không phải làm cái gì hết. Hồi nãy con có nghe chú nói về cái vấn đề là khi mà mình nhận được cái tiền PPP thì mình nên để vào một cái tài khoản riêng để mà mình xài cái gì mình xài trong đó. Lý do tại sao mà mình phải mở cái chuyên mục riêng để mình để cái tiền PPP hả chú? Có lẽ là chú là con người thủ cựu, tuy nhiên nhưng mà chú làm việc với chính phủ rất là lâu. Bất cứ cái tiền nào nó từ chính phủ tới đó, họ khi mà họ đòi hỏi chứng minh đó thì họ đòi hỏi rất là gắt gao. Nếu mình mở một chương mục riêng, mình cái tiền nó sạch sẽ,
Tức là mình chứng minh rõ ràng là khi mình họ đưa cho mình cái loan, mình bỏ vào trong này, và tất cả những cái chi phí mình trả trong này mình đều có giấy tờ để chứng minh hết, thì lúc đó nếu mình xin xí xóa thì nó dễ dàng hơn, tại vì mình có tất cả những cái giấy tờ và tất cả những cái khoản mình chi đều có một cái receipt hay là có một cái statement để chứng minh. Thì đó là lý do tại sao chú nghĩ là mình nên bỏ vào một chương mục riêng. Tại vì khi mình bỏ chung vô đó thì nó sẽ thắc mắc ở cái tiền này từ đâu ra, từ lợi tức mình vô hay là từ chủ bỏ vô, nó không thắc. Nếu mình bỏ riêng ra một cái không có gì mà thắc mắc nữa hết, đúng không? Yeah. Nếu mà SBA nó có vô, nó audit mình một cái, mình đây tất cả dễ dàng. Cùng lắm á, là họ bảo à anh xài cái này nó quá cái khoảng mà chúng tôi cho phép, thì cái phần này tôi không tha thứ thì anh phải trả lại, thì không sao, thì lúc đó mình chỉ là có khoản nợ mà 1% thôi. Yeah. Không có gì. Còn nếu mà mình bỏ chung vô xong rồi là tiền này nó đi chỗ khác, ví dụ mình trả, không phải mình trả nhân viên không mà mình mua supply, lúc đó nó ngồi nó thắc mắc có phải là anh mượn tiền của tôi để mua supply không, mà supply không phải là một cái chi phí mà tôi cho phép anh làm, thì đâm ra nó rắc rối hơn cho mình. Do đó để một chương mục riêng bảo đảm. Dạ. Yeah. À, chắc cái đó cũng là cái câu trả lời cho chị Jennifer Trần rồi, là chị hỏi là tiền PPP có phải bỏ vào trong cái nhà băng của tiệm hay không. À, thì cái đó là mình, theo như chú nói thì mình được quyền mở một cái đó là mình mở cái tài khoản riêng hay là mình mở thành cái chương mục như thế nào? Chú mở một chương mục riêng, thường thường tại vì là sau khi làm việc mấy chục năm trời với chính phủ, nhất là chính phủ liên bang, khi mà mình nhận bất cứ một cái gì của họ đó, mình nên giữ nó càng riêng biệt càng tốt. Mình không có nên mà trộn lẫn với những cái gì khác hết. Tại vì nếu mà khi họ mình cần phải chứng minh điều đó đó, một chương mục riêng rẽ, dù rằng nó hơi rắc rối hơn cho mình chút xíu, nhưng mà nó sẽ giúp đỡ mình đỡ tốn thời giờ rất là nhiều trong tương lai. Dạ. Có người cũng mới nói là mới nộp cái giấy tờ chiều hôm nay. Chị Laura nói là tiền PPP trong nhà băng tính xong ra giấy tờ, họ điền cho mình mượn 16.000, nhưng vài ngày sau họ lại gọi lại và nói SBA chỉ duyệt cho mượn 200. 200 đồng á? Dạ. Trời, 200 đồng thì cái này, nói về cái câu hỏi này thì hồi nãy con có khi mà ngồi nói chuyện thì con cũng nghe một người bên office của PNC có mention về cái vấn đề là đang có một cái case làm cho khách hàng là gọi là, nếu mà mình nói từ khiếu nại thì nó cũng gần giống như là đang khiếu nại lại nhà băng, tại sao họ lại đưa cho mình cái số tiền quá thấp so với cái khoản income của tiệm mình. Tại vì nếu mà PPP thì họ nói là 2.5 trên cái tiền thu nhập, phải không chú? Không, 2.5 cái khổ của cái định nghĩa của nó là 2.5 của cái gì, nó tùy theo cái dạng của cái tiệm của mình. Nếu mà thí dụ như là các anh chị là một chủ tiệm khai trên dạng Schedule C thì là 2.5 của cái trung bình, thì là năm ngoái cái tiền lời của mình bao nhiêu, năm 2019 mình lời bao nhiêu, nó lấy chia cho 12 nhân là 2.5. Nếu mà mình hoạt động theo dạng của một cái corporation, dù là regular corporation hay S corporation đó, thì lúc đó nó hoàn toàn nó chỉ trông vào cái tiền W-2 mà thôi. Tuy nhiên đã cũng có một vài tiệm xin nộp không có W-2, nộp toàn 1099 không, mà nó vẫn cho cái tiền đó, thành ra mấy người đó rất là hí hửng, vẫn rất là vui vẻ. Nhưng mà cô chú luôn luôn khi mà họ nhận xong họ gọi mình đó, thì mình nói, khoan nhảy mừng đã, tại vì cái phần thứ hai đó là mình phải chứng minh cho họ là mình xí xóa và trả 1099 thì không được. Thành ra cái chuyện đó nó không phải là nó dễ dàng như vậy. Và cái 200 đồng được cái kia thì chú có thể hiểu, tại vì là dù sao nó cũng làm từ mấy chục ngàn nó xuống còn mấy ngàn đồng thì có, nhưng mà 200 đồng thì thực sự là quá đáng. Dạ. Yeah. Thì mình phải coi lại cái đó, là mình phải coi, mình hỏi lại, nói chuyện lại với cái người mà đang làm giấy tờ của mình, để coi là cái doanh nghiệp của mình nó đang nằm trong ở cái dạng nào, thì có thể làm họ sẽ tư vấn cho mấy anh chị kỹ hơn là cái tiền đó bên bên họ đưa cho mình có đúng hay không, và họ có thể help tiếp tục làm giấy tờ cho mấy anh chị nữa. Thấy tuy nhiên tôi nhắc cho mọi người thế này nhá, muốn khiếu nại đó thì phải khiếu nại trước khi ký nhận nhé. Một khi mà quý vị đã ký nhận cái loan đó rồi đó thì không khiếu nại được nữa đâu nhé. Dạ. Có chị Vi Nguyễn hỏi là khi mà chú nói là mở một cái chuyên mục riêng thì mình
mình mở một cái ban ra rồi 2 tháng sau mình đóng lại theo cái dạng business hay là mình mở theo cái dạng personal cũng được chứ? Không không, mình không nên. Nếu mà mình luôn luôn mình mở theo dạng business, tại vì cái loan này nó cho cái business của mình, dù cái business của mình nó chỉ là cái schedule C thôi, nó vẫn là một business. Do đó mình luôn luôn mở một chương mục theo dạng business, mình không có muốn dính dáng gì đến cá nhân của mình hết. Chẳng thà thí dụ như mình có quyền trả lương cho mình sẽ viết cái check từ business trả lương cho mình qua cá nhân thì được. Nhưng mà đừng có bỏ tiền vào một chương mục cá nhân. Tại vì một khi mình bỏ vô đó, thằng SBA nó có thể nó khó khăn, nó bảo là anh chị đã biển thủ cái tiền này kể từ bắt đầu. Không nên làm chuyện đó. Nghĩa là business là ra business và đúng personal vậy. Account của mình là phải riêng ra. Mình đừng có gặp chung lại. Chị Hoàng Dương hỏi là S-Corp thì mình có được nhận PPP hay không? S-Corp bất cứ một dạng nào đều nhận được. Nhưng mà cái nhận được bao nhiêu thì là tùy theo cái cách mà mình trả lương cho nhân viên. S-Corp là phải hoàn toàn 1099 thì là theo như chú biết là không được. Nhưng mà chú đã nhìn thấy có nhà băng nó chấp thuận cái 1099, nó cho mượn. Nhưng mà là chú muốn nhắc cho chị đó biết đó, là mình nhận được cái tiền đó chưa phải là chấm dứt. Tại vì mình sẽ phải qua cái giai đoạn thứ hai để được xin tha thứ cái số tiền nợ đó. Và lúc đó thì cái tiền 1099 nó sẽ hoàn toàn không được áp dụng. Thì đó, mình mượn được, nhưng mà nếu mà mình không được xí xóa thì mình phải trả lại thì cũng thế thôi. Dạ. Chị Phương Phạm hỏi là tiệm chị đã nhận được EIDL 10.000 và mình có cần làm giấy tờ gì nữa hay không? Hay là sẽ được free và không cần trả lại? Mình có nói câu này lúc trước là trên nguyên tắc là mình không phải làm gì hết. Tuy nhiên là đến bây giờ mình vẫn chưa được có cái sự hướng dẫn nào từ SBA cả, thành ra khó nói lắm. Mà mình đã trả lời câu này cũng lúc trước rồi đó. Dạ, vậy là chị có thể chị coi lại cái phần đầu của mình nha mấy anh chị. Rồi bây giờ em sẽ qua cái bây giờ có còn được apply cho cái SBA không chú? Bây giờ theo như chú nhìn thấy là có nhiều ngân hàng vẫn còn nhận đơn PPP, chứ còn cái EIDL thì như là đã hết tiền từ lâu rồi. Dạ. Business nào họ cũng đi apply hết. Bởi vậy em tới đây giờ ngồi lại mới nhìn thấy nha, một số tiệm tới thời điểm hiện tại vẫn còn sợ cái xài những cái phần mềm giống như là POS để nó organize tiền của mình, tính toán, hoặc là sợ phải chi tiền cho một người accounting làm cho tiệm của mình để họ vừa organize giấy tờ cũng như là họ tính toán cái con số cho mình. Tới lúc có chuyện cần lại mất quá nhiều thời gian để mà ngồi mà tính toán ra xong rồi mới đi xin tiền chính phủ là coi như hết tiền rồi. Cho nên là mình thấy là cái tiền một người accounting trong tiệm, nếu mà mấy anh chị biết thì mấy anh chị sắp xếp giấy tờ nó rất là quan trọng khi mà có chuyện gì xảy ra hoặc là cần thiết cho business của mình phát triển. Còn không thì mình có thể mình nên chi tiền cho một cái khoản một người nào đó để họ take care cái đó cho mình. Em thì em thấy con lại rất là thích xài tiền cho những cái khoản đó. Nhiều khi mình không biết là mình đang xài đúng hay là mình đang phung phí, nhưng mà mình thấy là người ta lo cho mình được cái phần này trong khi nó không có thuộc chuyên môn của mình. Giống như con mà kêu con ngồi tính sổ sách thì có thể là mất con nửa ngày để hàng tuần phải tính lương cho thợ. Còn nếu như mà đưa cái thời gian đó qua cho một người khác họ làm, một người accounting làm đi, họ chặt mình chẳng có bao nhiêu hết, và nửa ngày đó con ngồi con có thể làm ra 400-500 đô. Cái đó là cái câu của ngân rất là chính đáng. Tại vì khi mà chú bắt đầu sự nghiệp đó, thì chú có làm việc với một người khách Mỹ, họ rất là giàu, thì là hàng năm chú gửi cho một họ cái bill tương đối cũng là khá lắm. Thì họ khi nào họ cũng cười, bảo là chú mới hỏi họ một ngày hai người đi ăn với nhau, thì chú mới hỏi ông là người rất thông minh, tại sao ông lại phải mướn tôi làm những cái chuyện này. Cái ông đó ông nhìn chú ông bảo là cậu vừa mới nói xong, tôi là người rất thông minh, tôi mướn cậu để tôi không phải lo chuyện này. Cái thời gian mà tôi phải lo cái việc cậu lo đó, tôi đi làm ngoài nhiều tiền hơn nhiều. Nhiều hơn cái số tiền tôi đã trả cho cậu. Dạ, mà còn người ta làm còn đúng cho mình nữa. Còn đôi khi mình làm thì nó lại bị này bị kia mà go back lại để check tới check luôn là coi như cũng mệt mỏi. Không, nhưng mà là trong cái khoảng thời gian vừa qua khi mình phải nộp đơn đủ thứ hết, nào là xin thất nghiệp hoặc là xin loan của SBA đó, những cái cơ sở kinh doanh mà họ có kế toán đàng hoàng thì họ xoay sở rất là nhanh. Họ nhảy vào, họ nộp đơn một cách
chính xác, rõ ràng và họ được chấp thuận trong lúc tiền còn. Còn khi mà mình phải ngồi mình mò từng 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 hàng một đó thì có thể là quá chậm trễ hoặc là những cái tiền nó đã cạn hết, thế nó đến phiên mình thì không còn gì nữa hết. Đó là cái hại, và tôi hy vọng là đó là một cái đây là một cơ hội mình học những cái bài học là một chủ tiệm làm cái chuyện gì, cái giỏi nhất là gì, là điều hành cái tiệm, làm cho cái tiệm nó càng ngày nó càng phát triển và càng nhiều khách. Chứ còn nếu mình trả ra một số tiền cho người làm kế toán hay là người luật sư hay cái chuyện gì đó, cái tiền đó mình sẽ làm lại gấp bội nếu mà mình điều hành cái tiệm của mình chính đáng. Dạ, cái đó mình phải nói là nếu mà đã bước ra làm kinh doanh để mà làm một người chủ doanh nghiệp thì kiếm tiền là một cái quan trọng, và thứ hai cái phần mình xài tiền cho một cái mục đích gì để nó giúp cho cái business của mình, đó là một phần không kém quan trọng. Người ta nói xài tiền thông minh thì nó sẽ đẻ ra tiền, còn xài tiền mà không đúng chỗ thì coi như là mất đi tiền. Đúng vậy. Dạ, nói tới cái này thì nếu mà mấy anh chị nào mà muốn tìm một cái nơi để mà làm accounting cho mình cũng như là take care những cái giấy tờ đó, thì mấy anh chị cũng có thể tham khảo qua cái văn phòng PNC, thì em có để cái link bên trên để cho mọi người muốn, thời điểm này là ai cũng đang muốn chuyển từ 1099 sang W2, và những thứ giấy tờ mình cần để mà thay đổi như thế nào thì mấy anh chị có thể tham khảo với văn phòng. Và cũng như là những cái video kế tiếp thì em cũng đang nail job, cũng đang mời chú Châu để chú có thể sắp xếp và dành thời gian để mà tư vấn cho mấy anh chị cái cách mình chuyển sang, làm sao nó an toàn và những cái giấy tờ cần thiết, cũng như là cái cách ăn chia với người thợ như thế nào để cho nó được lợi cho người chủ và cũng được lợi cho người thợ. Có quay lại cái phần PPP thì có chị Hương Trần, chị hỏi là chú ơi con nhận PPP rồi, nhưng mà nếu mà để xài cho tiền rent không thì có được forgiven hay không? Theo đúng định nghĩa thì là PPP phải xài 75% cho lương và 25% cho rent và tiền điện nước. Nếu mình xài, mình có quyền xài 100% cho rent nhưng mà mình sẽ không được tha thứ. Dạ. Yeah. Và nếu mà nhận PPP loan rồi thì có ảnh hưởng tới cái tiền thất nghiệp hay không, vì tiền vẫn chưa có mở cửa? Đây là cái câu hỏi mà mình nên chú ý. Theo định nghĩa của PPP là gì? Paycheck Protection Program, mình nhận cái đó để mình trả tiền paycheck. Khi mình nhận tiền paycheck thì mình phải báo cho tiểu bang biết là mình đã có một nguồn lợi tức khác. Cái nguồn lợi tức đó là PPP loan, từ PPP loan mà ra. Nếu mình báo cho tiểu bang đàng hoàng theo đúng lề luật của họ mà họ vẫn cho mình thì mình có quyền nhận. Tuy nhiên, chú bảo đảm là một khi mà mình báo cho họ thì họ sẽ cắt. Mình không thể nào, là người Mỹ họ gọi là mình không được double dip, tức là mình không có được làm là ăn một đĩa mà ăn hai lần. Cái phần một đĩa mà ăn hai lần này thì trong tuần này có nói chuyện với khách ở rất là nhiều tiểu bang khác nhau. Những cái tiểu bang mà bắt đầu cho đi làm lại đó chú. Uh-huh. Thì tí xíu nữa con để cái câu hỏi quan trọng nhất xuống cái phần cuối cùng. Rất là nhiều nỗi lo lắng của người chủ đi kèm với cái câu nói là với cái nói là một đĩa mà ăn hai lần này. Thì có chị Kim nói là con trả QuickBook cho CPA là 1.500 1.500 một tháng hay sao, giá cao, nhưng mà đổi ngược lại là con không cần phải lo về giấy tờ sổ sách gì cả và họ sẽ làm tất cả giúp cho mình. Dạ vâng chị, em cũng vậy, hầu như là trước đây thì em cũng có làm take care, tự take care sổ sách, và giỏi nhất của mình là mình có thể làm trên Excel thôi. Nhưng ngoài ra thì mình cũng phải collect receipt rồi tính toán lương thợ hàng tuần, mặc dù là computer nó cũng đã help mình một phần rồi, nhưng mà về giấy tờ organize là coi như là mình cũng không có được chuyên nghiệp như những người chuyên nghiệp, họ đưa vào từng chuyên mục khác nhau. Thì chị nói rất là đúng, 1.500 nó không có là gì hết, trong khi mình là một người chủ business để mà mình run thì là một người chủ mình sẽ không có đi look for cái number là 1.500, mà mình look for cái number là phải hơn thêm một cái con số 0 nữa, phải không chị? Ít nhất là phải là một con số 0 nữa. Không, với lại là chị nói có một điều nữa là chú thường thường chú hỏi mấy người chủ tiệm là đến cuối năm sau khi mình đóng sổ lại, mình đưa giấy tờ cho người làm thuế thì mình chợt nhìn thấy và ủa sao nó nhiều tiền quá. Rất là nhiều người tìm đủ mọi cách để mà tạo ra chi phí. Yeah. Trái luật, trong khi đó có nhiều chi phí mình trả đàng hoàng
Nhưng mà tại vì mình không giữ sổ sách đàng hoàng, thành trong năm mình quên đi mất. Cái tiền quên đi đó là nó quan trọng lắm. Để chú kể một mẫu chuyện rất là nhẹ này. Chú có một người khách là IRS agent, làm cho là IRS. Thì một hôm ông đi nhà thờ, thì ông thấy cái người ngồi bên cạnh ông đó, viết một cái check cho nhà thờ có 5 đồng thôi. Xong tuần tới, tuần nào cũng vậy, cũng bỏ một cái check vô, chỉ có 5 đồng hay là 10 đồng thôi. Thì hôm ông ra, ông bảo là ông gọi tôi, thì tôi là làm cho sở thuế, tại sao ông làm như vậy? Ông ngồi ông kia ông cười, ông bảo là cậu về cậu nghĩ lại coi, cậu cho nhà thờ bao nhiêu và đến cuối năm khi cậu làm thuế cậu nhớ được không? Tôi có hết, hàng tuần tôi có một cái check, tôi biết là tôi cho bao nhiêu, cuối năm tôi cộng lại là tôi đầy đủ. Cái người đó, và đây là những người mà nếu mà sợ mình điều hành công ty hay mình sợ audit đó, kinh nghiệm của chú nói cho mọi người nghe nhé, nếu mình có giấy tờ đầy đủ mình không có gì phải sợ audit là cả. Cái nỗi lo đó không có gì mà phải sợ audit cả. Ngày xưa đó chú có một người khách bị audit, người sở thuế tới, ông cầm ra một cái hồ sơ nó cứ chừng khoảng chừng này, ông đặt ngay trước mặt, ông bảo đấy, tất cả những cái receipt mà ông muốn là trong này hết, theo tháng theo ngày ông cứ việc lấy. Một ngày sau người sở thuế bỏ đi về. Nhìn đầu hàng. Cái chồng receipt nó sợ quá. Đó, và không và nhìn thấy rõ ràng là ông này ông giữ hết tất cả những cái gì mà ông cần. Dạ. Thành ra họ không có cái cách gì họ kiếm cái gì, họ đầu hàng, họ đi về. Nghĩa là nhìn sơ qua thôi cũng biết là không có cái kẽ hở nào không mà có để họ hở. Có thể họ tìm vào trong đó. Đúng. Dạ. Cái này nãy giờ em cũng có thấy nói là 1.500 cho một năm. Nếu mà 1.500 cho một năm thì mình có thể để làm trong tiệm nail thì chắc có thể mình làm được trong một tuần thôi. Nhưng mà take care được cho mình rất là nhiều cái vấn đề nhức đầu. Có chị Vi hỏi là chú ơi, chú nói là cái tiền mà PPP mình tạo một cái account riêng mình để vào, ví dụ như là chị nhận được 100.000 PPP và chuyển vào trong cái account mới, và cuối năm thì khi mà mình chuyển ngược vào cái account của tiệm mình xài trong đó còn dư hay sao em không biết, nhưng mà chị nói là nếu mà mình chuyển ngược vào trong cái account của mình thì mình có phải đóng thuế hay không? Theo nguyên tắc thì là PPP không phải đóng thuế. Tuy nhiên nó có là cái vấn đề này mà nói đến thuế thì tôi yêu cầu là mọi người nên tư vấn với những người làm thuế của mình. Sở dĩ mà chú có đặt cái vấn đề là tại sao mình bỏ vào một cái chương mục riêng đó, chú nhấn mạnh cho mọi người biết là khi mà mình làm việc với chính phủ liên bang, cái điều luật của họ rất là khắt khe. Khi mình bỏ riêng ra đó, nó không phải cái gì hết, là nó dễ dàng để cho mình chứng minh. Và mình cho họ nhìn thấy là cái tiền mình mượn vốn nó không có bị trộn lẫn với bất cứ một thứ gì khác. Đây là rõ ràng, ông cho tôi mượn 100 ngàn, nó là 100 ngàn ở trong cái này, sau 8 tuần tôi xài hết hay là tôi không xài hết, cái phần không xài hết tôi trả lại. Nhưng mà nó là hoàn toàn ở trong một cái chương mục này mà thôi, không có dính dáng đến chuyện gì khác. Cái vấn đề là lúc ấy chú có thấy có người họ nói là khi mà mình xin cái loan đó thì họ có xin cái bank account để họ deposit, điều đó đương nhiên. Họ cho thì đó là cái chương mục business thường của mình, nhưng mà ngay cả khi họ bỏ vào trong tiền đó, lập tức chúng sẽ mở cái chương mục kia, chúng chuyển hẳn cái số tiền đó qua bên kia. Dạ. Con cảm ơn chú. Có TD Nguyễn nói là mình receive cái loan from the PPP program this week. Georgia has reopened nhưng mà mình cảm thấy là không có được thoải mái để open tiệm nên vẫn còn đóng cửa, thì như vậy nó có bị violate the loan forgiveness term không? Không, cái loan forgiveness đó là hiện tại theo với cái điều luật hiện tại đó thì là nếu mình trả 75% cho lương và 25% cho rent và utilities thì là mình đã theo đúng cái điều kiện của cái loan đó, dù mình có mở cửa hay không. Cái quan trọng là bây giờ là người chủ đó có nghĩ là mình trả lương cho người thợ không đi làm hả? Dạ, cái này thì con không biết mình như thế nào, nhưng mà nếu như mà cái tiểu bang của mình nó cho open lại mà mình không có đi làm mà mình đi xin tiền đó thì nó có bị vi phạm gì không chú? Không, là mình xin mình là nó sẽ nó, khi mà cái ngân hàng hay là SBA họ nhìn cái đó, họ sẽ nhìn hết tất cả những cái dữ kiện khác thì họ quyết định họ cho mình mượn hay không là tùy họ. Yeah. Nếu mà họ cảm thấy là tại vì tiểu bang cho mở rồi mà mình không chịu mở
mình vẫn xin. Họ có thể họ bảo không, tôi họ deny, có thể từ chối. Họ có thể từ chối, không có buộc. Nếu họ đã cho mình thì mình phải theo đúng cái điều lệ của họ mà thôi. Dạ. À, rồi để con coi là còn cái câu hỏi nào nữa hay không. Trước khi mà mình qua cái mục khác, thì nãy giờ là chú cũng đã tư vấn cho mấy anh chị rõ về những cái khoản mượn tiền hỗ trợ trong cái thời gian này đối với người chủ business. Và có một cái câu hỏi mà nãy giờ con thấy hai lần rồi, nếu mà không đọc thì nó lại kỳ quá. Câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà từ hai người khác nhau, và con thấy nó basic, đó là tại sao mà NailJob phải mời chú lên này, lên trên chương trình này để mà chú có thể đem cái kiến thức tới cho mọi người về những cái khoản loan để mà hỗ trợ cho cái business của mình. Là hỏi là SBA và PPP khác nhau chỗ nào? SBA là Small Business Administration, là một nhánh của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Tất cả những cái loan này không phải là SBA làm, mà là do nhà băng mà quý vị đã xin qua, tức là Bank of America hay bất cứ một ngân hàng nào đó. Cái tiền mượn đó là từ cái nhà băng đó ra. Tuy nhiên, SBA với tư cách là một phần của chính phủ liên bang là người là cái sẽ guarantee là cái số tiền sẽ được trả lại cho ngân hàng. Và nếu thí dụ như là cái ngân hàng đó họ xí xóa cái tiền loan đó vì người chủ tiệm hoàn toàn hội đủ điều kiện, thì chính phủ liên bang sẽ lấy một số tiền cộng thêm tiền lời trả cho ngân hàng để ngân hàng không bị lỗ vốn. Dạ, rồi vậy là mấy anh chị cũng đã hiểu hết tất cả các khoản loan của mình rồi. Nếu như mà ai tiệm ai mà chưa có xin được cái khoản nào thì mình có thể mình coi mình tìm một người chuyên nghiệp để mà take care cho mình, để mà xin apply với tiểu bang cũng như là với các ngân hàng của mình để mà xin tiền về chi phí cho những tiệm chưa được mở cửa, hoặc là những tiệm mở cửa rồi nhưng mà thời gian đầu mình chưa có chi phí thì mình cũng cứ apply đi. Nếu mà người ta cho thì tốt, còn không cho thì cũng không sao, cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Bây giờ em sẽ qua phần kế tiếp của mình là deal với landlord. Những cái tiệm mà ở vùng đã được mở cửa bắt đầu quay lại làm là đỡ nhức đầu rồi về cái khoản chi phí landlord. Nhưng những tiệm mà nằm ở những vùng chưa được mở cửa, ví dụ như là Florida là chưa có lệnh mở cửa vào ngày nào hết, vẫn còn đang pending, chưa có ngày chính xác. Và một số tiểu bang vùng phía Bắc đó chú, như New York là con cũng nghe nói là qua bắt đầu tháng 6, nghĩa là một tháng nữa. Thì mỗi một ngày mà em nói chuyện với khách hàng hầu như là một cái điệp khúc lặp lại. Mọi người cứ nói là trời ơi, mùa này không làm không ra tiền, mà cũng phải chi ra tiền để mua đồ này đồ kia về để chuẩn bị tháng sau mở cửa tiệm để cho thợ họ an tâm. Thì con cũng nói luôn là chị ơi, bây giờ tiểu bang của chị, nếu mà những tiểu bang mà họ cho ngày 18 này mở cửa là cũng có niềm vui, chị được chuẩn bị được mở cửa để kiếm tiền rồi. Trong khi tiểu bang của em là hàng tháng, em có hai tiệm là hàng tháng là cứ 20.000 đổi nón ra đi, không cần biết lý do gì, là tại vì landlord của con không có cho con đồng nào hết, không có hỗ trợ được phần nào hết. Họ nói là họ sẽ cho trả sau, mà nếu đã nói trả sau thì mình cũng tính như là mình sẽ phải trả hoàn toàn rồi chú. Đúng vậy, thì là nếu mình đặt mình vào cư thế của một người chủ phố thì mình như thế nào? Nếu mình có nên bỏ cái lợi tức đó hay không, hay là mình cứ giữ cái quyền lợi của mình rồi sau đó mình sẽ tính sau? Có rất nhiều người chủ phố họ muốn giữ quyền lợi đó, là họ bảo bây giờ tôi không có xí xóa gì hết, nhưng mà có thể sau này mình sẽ điều đình sau. Nhưng mà đó là những người chủ phố tốt. Còn có những đôi khi có những người bảo tôi muốn anh trả dù đóng cửa vẫn phải trả. Yeah. Thì cái điều đó rất là khắt khe. Nhưng mà cái sự khắt khe đó nó đưa đến đâu? Nếu bây giờ mà thí dụ như là theo giao kèo, tức là cái lease đó, mà người chủ phố đuổi cái tiệm này ra khỏi đó, thì cái câu hỏi của chú là ai sẽ vào đó mướn? Hiện tại với cái nền kinh tế hiện tại, ai sẽ vào đó mướn? Và nếu mà mình một cái tiệm không, hay là một cái tiệm mà nó tương lai nó sẽ mở, nó sẽ trả tiền cho mình, và mình sẽ có cái hy vọng mình, tại vì họ làm việc, họ sẽ trả những cái tiền mà họ chưa trả lúc trước, dù là họ trả chậm, nhưng mà mình vẫn thu được cái tiền đó, đúng không? Nếu mà mình đuổi họ ra thì chắc chắn là cái tiền đó nó hoàn toàn nó sẽ mất đi. Thì chú thấy là đa số những chủ phố, nếu mà mình nói chuyện với họ rõ ràng thì họ thường thường họ sẽ điều đình với mình. Và nếu mà các anh chị nào đó mà có gặp rắc rối nhiều với chủ phố thì có lẽ cái lỗi lầm lớn nhất là đáng nhẽ các anh chị bắt đầu nói chuyện với họ ngay từ khi tiệm đóng cửa, không có đợi đến cái ngày
và cái tiền rent đó là phải trả rồi mình mới nói. Yeah. Mình nói ngay từ lúc đầu, họ biết, họ chứ không phải họ không biết. Thế nhưng nếu mình điều đình với họ thì họ biết là mình muốn tiếp tục một cái mối liên hệ đàng hoàng giữa chủ phố và người mướn, và họ biết mình sẽ không tìm cách ăn quỵt họ hay cái gì hết. Mình gặp thực sự là mình gặp khó khăn thì cái truyền thông lúc đó nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà mình đợi nếu mình đợi 1-2 tháng mà mình vẫn chưa nói gì với họ thì họ sẽ cảm thấy là có lẽ mình không có theo cái rau kèo của mình, hoặc là mình không có muốn trả cho họ, giống như là không có care về cái đó, tiền rent thì lúc đó thì đương nhiên là lúc đó họ sẽ khó khăn hơn với mình. Dạ. Nói tới cái phần landlord đó mấy anh chị, thì mấy anh chị có biết là cái nội dung của chương trình hôm nay của mình là mình sẽ tiếp tục giữ tiệm hay là mình sẽ bỏ. Cái nội dung này không phải vì bình thường mà mình có thể mình đặt ra cái nội dung, nhưng mà trong 2 tuần gần đây thì con có nói chuyện với một số khách hàng hàng ngày tiếp xúc với khách, thì mình cũng nhiều tiểu bang khác nhau và nhiều cái case khác nhau, thì mình mới cảm giác được là nhiều người nằm trên một cái situation rất là khó chú. Giống như có một chị là tiệm chị mới mở chỉ có 6 tháng thôi, là hoàn toàn mới, mà ai cũng biết là business trong vòng 1 năm đầu tiên là coi như là chỉ đổ tiền ra thôi, chứ không về cái khoản tiền thu vào thì rất là ít. Thì mở tiệm ra là mình đã invest vào trong đó mấy trăm ngàn rồi, rồi sau đó thì cũng phải bao lương thợ thời gian đầu, là coi như 1-2 tháng đầu là bù lỗ để bao lương thợ cho có thợ, rồi sau đó thì quảng bá cho khách bằng hình thức này hình thức khác, thì tất cả các khoản đều gọi là chi hết và bỏ cả một cái gia tài vào trong đó, chưa tính tới là 100.000 đồng tiền chị đã mượn của người ta để mà mua cái tiệm. Thì tới khi mà mở mới 6 tháng đại dịch vào, coi như là phải đóng cửa tiệm, không mượn được cái khoản loan nào. Thì bây giờ chị nói là em ơi, tiền chị đang nợ 100 ngàn rồi, tiền không làm ra được và không có tiền trang trải, trong khi đó landlord cũng không cho tiền luôn, và họ cũng đòi, tại vì cái building của landlord, chị cũng nói là cái building của landlord cũng là cái building mới, location ngon và building mới, cho nên là landlord họ cũng không có cho tiền, họ bắt buộc hàng tháng vẫn phải trả. Thì bây giờ chị đuối quá rồi, nếu mà chị bỏ không biết là có bị bad credit hay không. Nghe mà thấy rất là đau lòng chút, giống như là cả một gia tài mà có thể mất luôn. Cái đau lòng, có lẽ là cái đau lòng hơn là một người đã bỏ hết tất cả gia tài sự nghiệp vào một cái gì mà họ hy vọng sẽ là một nền kinh doanh lâu dài, và vì chỉ cái đại dịch này đó mà đưa cho cái chương trình của họ vào tình trạng rất là khó khăn. Cái credit đó là một cái chuyện, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu mà mình quyết định mình bỏ thì mình nên ngồi nghĩ xuống cho rõ, cho chính chắn là tại sao mình bỏ, và nếu mình bỏ thì mình sẽ làm cái gì để mà thanh toán cái chuyện này. Còn cái vấn đề về credit đó thì tùy theo, nếu mà người landlord họ báo cho sở credit thì có thể mình sẽ bị bad credit. Tuy nhiên nếu mình có bị bad credit vì cái chuyện này thì chú tin tưởng là nếu mình bỏ chút thì giờ ra, nó sẽ tốn thì giờ, không phải là một sớm một chiều làm được, nhưng mình làm được. Mình sẽ viết cho từng cái credit bureau, mình trình bày hoàn cảnh tại sao mà mình phá vỡ cái lease, mình không có làm nữa. Và đây là vì cái nạn đại dịch mà mình phải đóng cửa. Thì đa số chú nghĩ là cái đây là một lý do chính đáng, và đa số những cái credit bureau họ sẽ đương dễ dãi hơn trong cái vấn đề credit score của mình. Thì nghĩa là đối với cái credit score, nếu mà mình bị bad mà trong thời gian hiện tại này thì cũng coi như là hợp lý, tại vì nó là đại dịch thì mình cũng có thể điều đình với họ. Chú nghĩ là mình sẽ điều đình được, và chú nghĩ đây là một lý do rất là chính đáng. Trong quá khứ chúng có làm một vấn đề trong mortgage thì là thường thường nếu mà mình đưa cho họ một lý do mà họ nhìn thấy là chính đáng thì họ sẽ xóa cái phần xấu đó đi. Yeah. Không tính luôn nữa. Thì em hy vọng là nếu mà chị có ở trên live này thì chị cũng có thể take it easier, tại vì biết được là mình làm rất là khó khăn để mà mình kiếm ra được cái khoản tiền lớn để mà mở một cái tiệm. Thì bây giờ là cái thời điểm mà mình đang không có tiền để trả tiền rent, thì mình có thể mình viết một, chú nghĩ là mình có nên viết một cái lá thư cho landlord hay không, hay là mình im lặng luôn? Không, mình không bao giờ nên im lặng. Cái im lặng trong trường hợp này rất là nguy hiểm. Khi nào mình viết thư hay mình gọi điện thoại hay mình gặp họ, mình nói chuyện hay cái chuyện gì, mình muốn chứng tỏ cho họ biết là mình tiếp tục mình làm việc. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục
take care cái business. Và trong cái thời gian này là coi như là mình cũng đang không có một cái mối income nào, thì hy vọng họ understand đó anh chú. Và phải đợi sau đó là coi như thế nào để mà mình tính toán thêm nữa. Đúng rồi. Đa số là chủ phố hay là bất cứ mà trong kinh doanh đó, nếu mà họ cảm thấy là mình tìm đủ mọi cách để mình theo cái giao kèo của mình thì họ tương đối họ sẽ dễ dãi hơn. Và cái có thể họ nói đương nhiên là tôi sẽ không tha cái tiền mướn này, nhưng mà tôi sẽ cho chị trả cái tiền mướn này trong vòng một năm, tức là trả đều trong vòng 12 tháng tới, thì chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà mình nên có những người họ chuyên viết những cái thơ này đó, yeah. Thì họ viết, họ điều đình nó dễ dàng hơn, còn hơn là mình. Theo kinh nghiệm của chú là đôi khi mình viết từ một cái hãng khác tới, họ cảm thấy là cái người chủ này đã mướn một người có biết hiểu rõ về chuyên nghiệp thì họ sẽ nghe hơn là, yeah, nếu mà chỉ cái người chủ thôi. Tại vì thế này, mình đặt vào cái trường hợp của họ như này, là nếu mà họ điều đình với mình là một tiệm nhỏ thì những cái tiệm khác thì làm sao? Mình đặt họ vào cái thế đó, như vậy khó khăn cho họ. Nhưng mà nếu mà thí dụ mình nói đây là luật sư của tôi viết hoặc là người CPA của tôi viết, thì họ đang điều đình không phải là điều đình với cái người mướn nữa, mà họ điều đình với một cái hãng khác. Thì cái đó nó thực sự là cho cái người chủ phố nó gọi là cover, tức là họ có lý do tại sao họ làm chuyện này. Đó. Thì cái là mình cũng nên làm cái đó dễ dãi cho họ, thì chắc mình cái thành quả của mình nó sẽ tốt hơn. Dạ. Yeah. Thì tới cái phần này thì mình mới thấy được là mấy anh chị, em vẫn hay nói hoài trên live là những cái khoản chi trong business của mình thì mình nên dành một cái phần trăm nào đó để mà mình chi cho các khoản giấy tờ về cái legal cho cái business. Ví dụ như là mình muốn viết một cái lá thư hay là viết một cái buôn bán về cái buôn bán tiệm tùng như thế nào, thì mình có thể chia ra vài trăm, 500, 1.000 để mà mướn một người luật sư hay là những người mà có thẩm quyền về luật, họ viết ra cái contract cho mình, hoặc là một cái email thôi nó cũng sẽ có hiệu lực hơn là cá nhân mình ngồi mình viết. Tại vì rất là nhiều lần em nghe khách hàng nói tới và cũng như là tìm tới em để mà đặt câu hỏi, nhưng mà em cũng phải từ chối, là tại vì khi mà mua bán tiệm không có mướn một người luật sư nào viết giấy tờ mua bán. Đúng. Tới khi mà cái người đã bán, cái người chủ cũ đó, họ mắc những cái khoản nợ mà người ta tới tiệm mình, người ta đòi, lúc đó bắt đầu xoay ra hỏi tới giấy tờ mua bán của em, thì trong đó hỏi tới thì lại giấy tờ mua bán không có ghi rõ là mua cái gì, bán cái gì, rồi lại bị vướng vào những cái khoản nợ, và mới mua tiệm mà lại bị những cái rắc rối tùm lum, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kinh doanh của mình rất là nhiều. Cho nên nếu như mà mình cảm thấy mình chi ra những khoản tiền mà nó tốt cho cái business của mình và nó giúp cái business của mình phát triển hoặc là bớt cái phần stress cho cái người chủ doanh nghiệp, thì em nghĩ là mình cũng nên chi một phần cho cái đó, và mình nên trích ra riêng một phần nào đó, 1-2%, 5% là tùy theo cái income của mình để mà lo những cái legal cho tiệm. Có nói tới cái phần rent thì trên này cũng có rất là nhiều người dò hỏi về phần rent. Có người nói là người mướn chỗ thuê chỗ mình không trả tiền mà còn im ru luôn. Thực sự cái đó nếu mà personal thì cũng thấy kỳ hả chú? Tại vì khi mà mình im mà mình không nói gì hết á, là dấu hiệu, có vẻ là đưa ra một dấu hiệu không tốt. Dạ. Giống như mình không có tôn trọng người ta. Mình không có tôn trọng cái giao kèo. Mình đến ngày mình không trả thì chớ mà mình cũng không báo cho họ biết tại sao mình không trả. Dạ. Và có một người nữa hỏi là nếu như mà mình không có trả tiền rent, 2 tháng đóng cửa mà mình không trả tiền rent, thì landlord họ có được quyền khóa cửa của mình lại hay không? Mình phải đọc cái lease của mình, đó là một giao kèo. Thì là như chú nói lúc trước mình đã trả lời rồi đó, là đúng là họ có quyền, có thể họ có quyền. Nhưng mà họ đuổi mình đi đó thì họ có lợi gì? Thường thường cái người chủ phố họ chỉ có đuổi mình đi khi họ có lợi thôi. Nếu họ cũng chẳng có lợi gì hết thì chẳng thà họ giữ mình lại, tại vì họ đã biết nếu mình là một người mướn tốt trong vòng bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm vừa qua, thì họ biết trong tương lai mình sẽ tiếp tục mình như vậy nữa, thì họ sẽ điều đình với mình, dù rằng họ lấy cái tiền này bảo 2 tháng này tôi sẽ cho anh chị trả từ 12-24 tháng, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng thu nhập được cái tiền đó. Yeah. Còn nếu họ đuổi mình đi mà bây giờ họ phải tốn tiền đem tiệm khác vô, không biết cái tiệm kia nó như thế nào, rắc rối lắm.
Thành ra đa số là nếu mình điều đình đàng hoàng với họ và mướn người điều đình thì là chú nghĩ là cái thành quả tốt đẹp. Dạ, vậy là qua cái phần này thì mấy anh chị cũng thấy là mình có thể điều đình với lên lo một cái cách nào đó để mà hai bên cùng kiếm một cái cách để mà làm việc với nhau. Cho nên anh chị nào mà đang có ý định bỏ tiệm thì mình cũng nên suy nghĩ lại, tìm cách điều đình và giữ cái tiệm của mình. Chứ đừng có rất là khó khăn để mà build một cái business. Khi mà mình làm chủ business rồi thì mình cũng biết rất là khó khăn. Cho nên là cố gắng vượt qua trong thời gian này, thì cũng hy vọng là cái đại dịch này nó qua đi sớm chút. Chứ bây giờ 1 tháng, 2 tháng mà nhiều người nói là gồng tới 3, 4 tháng thì không thể nào chịu nổi nữa. Con số mà em nói với mấy anh chị là hàng tháng là em phải trả tiền rent ra 20.000, còn rất là nhỏ so với những người chủ lớn trong thời điểm hiện tại mà những tiệm mà trả 1099 đó chú. Thì có một người khách của con 1 tháng bây giờ họ phải chi ra tới 60.000 tiền rent, hơn 60.000, tại vì sở hữu tới 4 năm tiệm. Đúng rồi. Nghe cái con số tiền hàng tháng đó là mình đã cảm thấy là sốt rồi. Mấy anh chị ngồi ở nhà mà rất là stress khi mà hàng tháng là phải trả tiền như vậy. Những cái tiệm mà trong mall đó thì cái tiệm của chị này là trong mall, cho nên là nó là không có xin được tiền landlord luôn. Tuy nhiên là chú nghĩ là tại vì mô nếu mà mô đóng cửa thì cũng không thể nào mà đây đây là cái lúc mà có thể là mình dùng dùng luật để mình áp lực họ ngược lại. Tại vì mình là nếu chú là luật sư chú hỏi là ông chủ phố ông đóng cửa mô thì làm sao mà khách của tôi vô mở mở tiệm được mà đòi mà ông đòi trả rent. Đấy không? Thì bây giờ mình xoay cái xoay bàn cờ ngược lại với họ. Yeah. Yeah. Nhưng mà mình phải là mình nên dùng một người nào họ có cái mãnh lực đó họ viết cho mình nó theo đúng cái ngôn ngữ của giao kèo từng cái người chủ phố họ mới nể chứ còn mình nói thì nó coi mình là đâu có thực sự là nó chỉ coi mình là một trong những cái tiệm có cả trăm tiệm nó không 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 coi mình quan trọng như vậy. Trời, thực sự là khi chú bởi vì tại sao mà em rất là mong muốn khi mà nail job lúc nào cũng mời chú lên nói chuyện, là tại sao mấy anh chị biết không? Khi mà mình nói chuyện với những người mà có kinh nghiệm về luật rồi đó, đôi khi họ đưa cho mình cái kinh nghiệm mà không biết bao lâu nữa trong cái quá trình kinh doanh của mình mới học hỏi được. Chú nói một câu thôi mà con nghe con nói rất là vui và hào hứng cho những cái tiệm nào ở trong mall. Thì hy vọng là mấy anh chị có thể tìm một người luật sư để mà điều đình với landlord của mình về cái vấn đề này, tại vì cái mall đóng cửa thì làm sao tiệm nail của mình mở cửa được, bắt buộc rồi. Thì mấy anh chị có thể thử nha, tìm người luật sư để họ điều đình cho mình. Tại vì nếu Chúc mà may mắn. tại tại vì trong trường hợp này là mình có đại dịch chứ còn nếu mà thí dụ cái mall đóng cửa vì một lý do nào khác mà chỉ cái mall nó đóng cửa không có không những là chú không trả tiền rent thì chú còn xu ngược lại chứ bảo là ông làm tôi mất lợi tức nữa. Dạ, rồi vậy là qua cái phần này thôi là mình cũng đã học được một cái, có thể là mấy anh chị sẽ sale được tiền, thì hy vọng là mấy anh chị sẽ may mắn để mà điều đình được với landlord, không có phải trả tiền rent cho mấy tháng vừa qua. Và phần cuối cùng của mình hồi nãy giờ thì cái phần thứ hai về landlord thì mình cũng đã qua rồi và không có thấy câu hỏi nhiều. Và qua phần cuối cùng của mình là cái phần tiệm open trở lại. Khi tới cái lúc này mới là cái lúc căng thẳng. Và nãy có một chị hỏi là tiệm con chuẩn bị mở cửa trở lại nhưng thợ không chịu đi làm, là vì thợ nhận W2 và tiền thất nghiệp ở một số tiểu bang bây giờ đang rất là cao. Có tiểu bang là tiền thất nghiệp hàng tuần còn hơn 1.000 nữa, còn trung bình là khoảng 800 cho tới 1.000. Thì thợ từ chối không đi làm để có thể ở nhà, và mở cửa lại thì không có thợ, thì con phải làm sao? Câu trả lời nó sẽ có hai phần. Việc thứ nhất đó là khi mình đi xin thất nghiệp, cái điều kiện quan trọng nhất là gì? Sở dĩ tôi phải đi xin tiền thất nghiệp là tại vì tôi không có việc. Việc vì tiệm đóng cửa hay là vì tiểu bang bắt tiệm đóng cửa tôi không làm không không được đi làm tôi muốn đi làm mà không được đi làm do đó tôi mất lợi tức đó là lý do tại sao tôi đi xin tiền thất nghiệp. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề là bây giờ tiệm mở cửa lại và thợ không chịu đi làm theo đúng luật người chủ phải báo với sở thất nghiệp rằng tôi đã mở cửa tiệm lại và người thợ không chịu đi làm. Đó là bổn phận của người chủ phải báo. Tại vì nếu không báo một ngày nào đó sở thất nghiệp có tại vì khi mà người thợ họ hàng tuần hay hàng 2 tuần họ vô
để họ cập nhật hóa cái tình trạng của họ. Họ sẽ nói là tôi không có việc làm. Và trong khi đó người chủ có việc làm, và người chủ biết rằng khi người thợ tiếp tục được lãnh cái tiền thất nghiệp là họ đã trả lời câu trả lời như vậy mà họ không làm gì hết, tức là họ đồng lõa. Dù rằng không muốn, dù muốn dù không, đó là gián tiếp đồng lõa. Là cái trách nhiệm của người chủ. Trách nhiệm của người chủ phải báo cho sở thất nghiệp biết. Tuy nhiên, người thợ nên nghĩ chuyện này là nếu mình đi làm trở lại thì lúc đầu chúng tin tưởng là cái lợi tức của mình lúc đầu sẽ thấp hơn là lúc thường mình thường làm. Thì đa số các tiểu bang nếu lợi tức của mình đã thấp hơn nhiều vì cái nạn dịch này, mình cứ thản nhiên thật sự và khai báo với tiểu bang là tôi đi làm lại, nhưng mà lúc trước mỗi một tuần tôi làm 800, bây giờ tôi chỉ còn là 200, thì đa số các tiểu bang họ sẽ tiếp tục họ cho thêm tiền thất nghiệp nữa. Có nghĩa nhưng là mình đi làm mình vẫn xin được tiền thất nghiệp. Chỉ vì mình đi làm không, mình không phải là mình hẳn là mình mất hết tiền thất nghiệp. Mình có thể mất một phần, nhưng mình không mất hết. Cho đến khi nào cái tiền lương của mình nó trở lại gần như bình thường. Dạ, một cái phần mới mà Ngân học được ngày hôm nay đó mấy anh chị. Và rất là nhiều người đang lo là nếu như mà mình đi làm trở lại thì mình không được nhận tiền thất nghiệp nữa, mà cái lương mình đi làm trở lại trong thời gian này có thể nó sẽ thấp, thì mấy anh chị sẽ compare và từ chối không đi làm. Nhưng mà qua cái lời của chú đó thì mấy anh chị cũng biết là mình chứng minh được là cái tiền mình đi làm trở lại và cái income của mình nó sắp thấp quá so với cái phần tiền thất nghiệp của mình hay là cái income trước đây của mình, thì mình có thể mình vẫn nhận được thêm cái tiền thất nghiệp từ tiểu bang. Cho nên là mấy anh chị lưu ý. Và chú ơi, cái này á, đối với cái người thợ khi mà mình đi khai thất nghiệp thì trong cái form đó nó có yêu cầu mình confirm một vài câu hỏi gì mà chú thấy nó là quan trọng để cho mấy anh chị thợ ở đây có thể lưu ý thôi chú? Không, cái điều quan trọng nhất đó là họ hỏi là mình có thực sự thất nghiệp hay không, và tại sao mình thất nghiệp, đúng không? Tiệm đóng cửa hay không đóng cửa. Và cái câu trả lời đó mình phải trả lời cho đích thực, trả lời một cách thành thật. Và đây, cái sự trả lời thành thật đó, nó sẽ áp dụng trên toàn những quyền lợi mình xin. Từ xin cái loan EIDL, PPP hay xin tiền thất nghiệp, mình phải trả lời cho xác thực. Tại vì mình không trả lời xác thực đó, thì cái đó nó có thể trở lại và nó gây phiền toái cho mình rất là nhiều. Tại vì bây giờ đó là khi họ cho mình tiền thất nghiệp chẳng hạn, là họ có social security của mình, họ biết mình làm ở đâu, họ có thể double check. Và nhất là cái thí dụ như là tiệm có PPP, họ biết ngay, tại họ biết cái FEIN đó, họ cross check. Và nếu mà có điều gì mà nó không có hợp với nhau á, là lập tức nó nhảy ra. Và chính phủ liên bang nó không phải như sở thuế đâu nha. Khi mà trong trường hợp này đó, nó cảm thấy là có người nào đã lợi dụng quá nhiều, nó sẽ cho tới. Và mình không có nói đến cái vấn đề chỉ có trả lại cái tiền mình lấy mà thôi. Và họ có thể, mình sẽ mang cái dấu đó. Thí dụ như là một người thất nghiệp mà khai gian, một trong những cái điều phạt của tiểu bang là nó có thể nó đánh dấu là kể từ giờ trở đi, cái người này dù có thất nghiệp thật đi nữa, nó sẽ không cho tiền nữa, không bao giờ cho tiền nữa. Đó là một trong cái điều họ có thể phạt được. Và liên bang nếu mà mình đụng đến thứ như SBA, mình mượn tiền và mình khai gian, cái này nó có thể đưa qua đến tội hình nữa. Nặng nề lắm. Thành ra chú khuyên tất cả mọi chuyện gì mình làm đều có thể giải quyết được hết nếu mình nói sự thật với chính phủ. Dạ, cái câu hỏi này là con nhận được từ người bà của con, cũng năm nay cũng 60 tuổi, năm mươi mấy 60. Đó là cái bệnh corona nó có thể dễ bị nhiễm bởi những người lớn tuổi, tại vì cái khả năng đề kháng của họ thấp hơn. Cho nên nếu như mà ở nhà bây giờ đang lãnh tiền thất nghiệp và người chủ mở cửa trở lại, thì có thể nào nói là do mình lớn tuổi và mình sợ bị nhiễm bệnh thì mình ở nhà được hay không để mà mình có thể lãnh tiền thất nghiệp? Cái điều đáng tiếc là sợ bệnh không phải là một lý do chính đáng. Thí dụ có những lý do khác chính đáng, là thí dụ như là bây giờ trường đóng cửa vì bệnh dịch và các anh chị không đi làm được, dù rằng muốn đi làm không đi làm được tại vì phải ở nhà trông con, đó là một lý do chính đáng.
Nhưng mà chỉ vì tôi sợ cái bệnh này không được, đó không phải là một lý do chính đáng. Dạ, vậy thì hai vợ chồng thì một người được sinh ở nhà trong con hả chú, hay là hai người được luôn? Cái này là phải coi lại nha mấy anh chị. Nhưng mà Người nào làm nhiều tiền hơn thì phải đi làm. dạ, nhưng mà nếu mà hỏi tới cái phần này lại hỏi thêm là hai vợ chồng có một người ở nhà trông con, nhưng mà mình có cần phải report lại với tiểu bang, có cần phải vào chỉnh sửa lại cái form là tôi đã được chủ offer đi làm nhưng mà tôi phải ở nhà trông con không chú, Như hay là chú mình im lặng như luôn? chú nói là ở trong cái vấn đề là chú không biết rõ là cái tiểu bang nó có cho cái phần của nó hay không. Nhưng Dạ. mà liên bang đã cái phần mà PUA của nó đó, nó nói rõ ràng là nếu mình phải ở nhà để mình take care một người vì cái bệnh dịch này thì đó là một lý do chính đáng, và nó sẽ tiếp tục cho mình cái 600 đồng một tháng, một tuần. Dạ. Và cái người mình take care thì nó thông thường phải sao chút, chứ không lẽ giờ chồng ở nhà tôi phải nhà take care vợ Nó phải tôi. có là thí dụ như là con trẻ hay là mẹ già, những người có những người bị bệnh chẳng hạn đó, thì mình mới. Nhưng mà cái mà như chú nói trước đó là chú khuyên lúc nào mình cũng khai đích thực thì để cho họ quyết định, chứ mình đừng có quyết định giùm họ. Dạ, mình cứ khai thành thật và để cho họ make cái decision. Nhưng mà mấy anh chị lưu ý là khi chủ đã gọi mình đi làm thì đi hay không đó là cái quyền của mình, nhưng mà mình cũng phải update lại với cái tiểu bang của mình, cái form mình điền là mình đã được chủ gọi đi làm. Nếu như mà mình im lặng luôn thì có thể là sau này khi mà tiểu bang nó check lại là mình có thể mình bị vi phạm phải không chú, mình không update. Dạ, và trách nhiệm của người chủ là khi mà mình mở tiệm lại rồi thì mình phải báo lên với tiểu bang là tiệm mình đã mở lại và mình đã gọi cho thợ để mà đi làm. Thì cái tại vì nếu như mà mình không report thì hồi nãy chú có nói là nó có thể ảnh hưởng tới cái phần những cái tiệm mà trả W2, thì nó liên quan tới cái PPP phải không chú? Cái khổ thì như thế này là như, có một lúc trước đó là một thời gian khi mà cái PPP nó mới ra đó, thì cậu Dạ. chú có nói là cái PPP nó không có thích hợp với tiệm nail cho lắm. Sở dĩ là như vậy là thế này, một khi mình nếu mình nhận được cái tiền loan đó rồi đó, cái mục đích là mình phải trả ra, mình Dạ. phải trả ra cho thợ. Và khi mình trả ra cho thợ đó, lúc mà mình mượn cái loan thì mình nói là mình dùng cái gì, mình dùng cái số tiền mình trả trả cho thợ, đúng không? Paycheck Paycheck, program. và đây là nó dựa trên cái số tiền mình đã trả cho thợ, tức là mình sẽ phải trả cùng cái số tiền đó. Tức là cái người thợ, nếu mình đặt vào cái người thợ là gì, họ vẫn thu lợi tức của họ như lúc trước, thì đương nhiên họ sẽ không được cái tiền thất nghiệp, dù rằng cái tiền của họ thấp hơn cái tiền thất nghiệp, nhưng mà họ không có bị mất lợi tức. Như chú nói lúc nãy là nếu mà lợi tức của mình khi đi làm lại thấp hơn rồi là lúc mình vẫn vẫn làm, thì họ có quyền vẫn tiếp tục xin xin thất nghiệp. Nhưng mà nếu lợi tức bằng vì cái PPP loan thì họ không xin được nữa. Do đó nó không có thích hợp tí nào hết. Nếu mình xin mình phải trả cho thợ, mà trong khi thợ ở nhà xin, đi xin tiền thất nghiệp được cao hơn, thì tại sao mình lại hại họ như vậy? Tốt nhất là mình đừng xin, đúng không? Dạ. Có chị hỏi là chú ơi, nếu như mà con mở cửa lại rồi mà con tội nghiệp thợ cho nên là con không có báo lên sở thuế, như vậy thì sao? Thì cái vấn đề là nếu mình không báo, mà nếu mà sở thất nghiệp nó biết là mình không theo đúng cái luật lệ đó, thì họ có thể họ tới họ đòi mình sẽ là một phần là đồng lõa trong cái chuyện đó. Người chủ có bổn phận phải làm chuyện đó theo luật Dạ. Còn nếu như mà cái tiểu bang pháp. mình đã cho phép mở cửa lại và người chủ họ không chịu mở cửa, họ sợ bệnh, họ không mở cửa thì mình vẫn bình thường hả chú? Nếu mà người tiểu bang cho phép mở cửa mà người chủ không mở cửa thì người thợ thế nào? Tôi vẫn không có việc. Dạ. Tại vì chủ của tôi không có mở, tôi không có việc. Thì cái chuyện đó là hoàn toàn là đích đáng, họ vẫn xin được như thường. Dạ. Rồi, vậy là em cũng đã đi qua hết cái thắc mắc của mấy anh chị về cái vấn đề trả cho thợ. Và còn một cái câu cuối cùng trước khi mà mình kết thúc chương trình là nếu mà mình dùng nãy con với chú có nói với nhau là khi mà mình mở ra mà mình đã nhận được cái PPP tiền loan từ bank đó thì mình nên bao lương cho thợ phải không? Theo đúng cái nguyên tắc đó, thì sau khi mình nhận được cái PPP, mình có 8 tuần kể từ cái ngày cái tiền nó vô nhà băng của mình để mình tiêu cái đó.
và mình phải xài 75% cho lương và 25% cho tiền mướn và tiền điện nước. Thì nếu mình muốn bao lương thì để mà tiêu xài hết cái số đó thì cũng tốt thôi. Tức để là nó thì miss được cái line là không có phải forgiven. nhưng mà đây đây cũng là cái sự cân nhắc giữa hai cái đúng không? Tại là nếu mà người thợ họ làm ít tiền thì có thể họ tiếp tục họ xin được cái 600. Nhưng mà nếu mà mình bao lương cho họ thì họ mất cái 600 đó, thì lúc đó là cái sự quyết định giữa hai phe. Dạ, vậy là cái này là người chủ và người thợ phải nói chuyện với nhau để mà đưa ra Đúng một rồi. cái quyết định như thế nào. Đúng, cái quyết định đó không phải là dễ. Vì một lần nữa xin nhắc cho tất cả mọi người là nhận được cái tiền PPP đó thì quý vị nên bắt đầu tìm một người hiểu cái luật mà để mà xin xí xóa, để bắt đầu ngay từ bây giờ. Tại mình kể từ ngày cái số tiền nó vào nhà băng của mình có 8 tuần. Dạ. Sau 8 tuần đó là tất cả những cái gì mình không làm là mình phải trả lại hết. Dạ. Có thể mình trả lại với lãi suất thấp nhưng mình sẽ phải trả lại. Thành ra nếu mà ai mà có ước vọng được xí xóa cái tiền nợ đó thì nên bắt đầu hồ sơ ngay từ bây giờ và mướn một người hiểu cái luật đó từ trong ra ngoài để họ làm giúp mình. Dạ. Thật sự là nói tới tìm một cái người mà làm giấy tờ mà họ làm luật đúng đắn cho mình không phải là dễ mấy anh chị, đặc biệt là đối với những cái tiệm lớn mà mình đi tìm một cái người làm thuế mà họ có license đầy đủ và giống như là CPA hay là EA thì rất là khó. Còn những cái người mà khai thuế bình thường hàng năm cho mình đó thì khi họ khai đôi khi cái kiến thức của họ chưa có đủ để mà họ tư vấn cho mình. Những cái tiệm mình đã bước ra để mình muốn phát triển cái business của mình thì mình nên tìm những người làm thuế nào, mình sẽ không có so sánh được cái giá sẽ không là gì hết, tại vì những người mà họ có kinh nghiệm và họ có bằng cấp đầy đủ đó, họ có thể là những người cố vấn cho mình về cái business của mình để làm sao mà mình phát triển hoặc là mình khai một cách đúng đắn, mình không gặp rắc rối. Mình đừng nên đi tìm những cái người mà họ giúp cho mình hỏi chứ bây giờ muốn lấy lại bao nhiêu là cho lấy lại bấy nhiêu, thì tới khi mà có chuyện xảy ra mình nên nhớ là cái hồ sơ khai thuế mình là người chủ doanh nghiệp hoặc là mình là một cá nhân đi khai thuế đi chăng nữa thì mình cũng vẫn là người chịu trách nhiệm cho cái lời khai trên hồ sơ, chứ cái người mà làm cho mình cái trách nhiệm của họ không có cao bằng chính là cái hồ sơ của mình, thì mình nên tìm cái người nào đó làm mà họ có kiến thức để họ tư vấn cho mình đưa cái business của mình đi đi vào một cái đường đúng đắn và phát triển, không có cần phải lo lắng là tôi sẽ bị audit hay là làm ăn, mà lo lắng là sẽ không có làm ăn được, phải là stress free thì mình mới có cái đầu óc mình mới phát triển được. Thì con biết là mùa này chú rất là busy, mà hầu như là chú busy quanh năm về những cái giấy tờ thuế, tại vì khách hàng của chú trong mấy chục năm nay là coi như cũng rất là dài, nhưng mà văn phòng P&C tax and accounting của chú thì under cái gọi là cái điều hành của chú thì cũng có rất là nhiều anh chị em làm về bên thuế giỏi để mà giúp mấy anh chị xem xét hồ sơ hoặc là chuyển cho mấy anh chị từ 1099 sang W hoặc là những cái giấy tờ khác liên quan tới tiệm của mình, thì mọi người có thể liên hệ để mà được tư vấn. Hoặc là con biết là chú có những cái lớp training gì hay không cho những anh chị chủ tiệm trong tương lai chú? Trong tương lai thì có lẽ là chú sẽ có một cái series nói sơ về cái cách điều hành của tiệm. Và tại sau nhiều lần cộng tác với Neil Jobs, sở dĩ mà chú muốn làm mấy cái chương trình này đó, tại vì chú cảm thấy có rất nhiều người không có kiến thức, nó không được cao tại vì họ lo những cái chuyện khác mà họ không có biết đến cái phần phần luật lệ hay là phần thuế má hay cái chuyện gì đó, mà đôi khi họ sử dụng những người có lẽ không, mình phải nói cái là rất là không có lo cho họ nhiều. Tức là mình làm đó, mình phải có lương tâm đối với cái người khách của mình. Và trong bất cứ một cái thành phố nào mà các anh chị ở đó, sẽ có những người như vậy. Có những người họ làm rất là đàng hoàng, có thể là họ sẽ trả các anh chị cao hơn, nhưng mà đó là cái kiến thức của họ, nó quý, nhưng mà họ sẽ có lương tâm và bảo vệ anh chị. Thì đó là những người mà các anh chị nên theo. Và lâu ngày sau khi mà các anh chị có một cái sự liên hệ đàng hoàng
thì mình đưa cái việc mà mình không thực sự mình không muốn làm cho người khác làm, trả cho họ một phần tiền, trong khi đó mình lo những cái gì mình giỏi, mình muốn làm, thì tương lai nó sẽ tốt cho cái doanh nghiệp của mình hơn. Và đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy là những chương trình như thế này đó, nó giúp quảng bá những cái tin tức rõ ràng. Thì chú biết chắc chắn đó là thí dụ như là có 1.000 người xem thì cũng sẽ có một số người họ không có đồng ý với những gì mình nói, họ nghĩ là mình không có theo đúng cái truyền thống từ ngày xưa. Nhưng mà chú cảm thấy là cái truyền thống từ ngày xưa nó không có tốt, và những người chủ mới bây giờ, những người trẻ tuổi, chú cảm thấy là rất là giỏi, và chú hy vọng họ sẽ đem đến một cái nhìn khác cho cái kỹ nghệ này, tại vì cái kỹ nghệ này trở thành quan trọng vô cùng. Yeah. Một năm là tối thiểu là 8 tỷ, là chú nghĩ là trên 10 tỷ, tại vì người mình sẽ không bao giờ nói hết những cái gì mình thu thập hết. Thì bây giờ là mình, quốc gia đã công nhận là mình là một kỹ nghệ quan trọng. Mình mướn rất là nhiều người. Một năm là 56.000 tiệm nail trên 400.000 thợ nail. Đó. Tức là nếu mình nghĩ là một tiệm là có thêm một vài người chủ nữa, thì là cái số lượng người Việt Nam mình làm trong đó là nửa triệu như chơi. Thành ra một lúc nào đó chính phủ nó sẽ nhìn tới. Và mình càng thành công bao nhiêu, mình lại càng phải theo lề luật bấy nhiêu. Tại vì nếu mình theo lề luật thì mình không phải lo những cái chuyện nhỏ nữa. Và chú cảm thấy là nếu mà Ngân có nhìn thấy là cái đại dịch này nó đưa cái vấn đề đó ra rất là rõ ràng. Nó đưa cái bức tranh ra cái bức tranh nó rất là rõ ràng. Những cái tiệm nào mà họ làm theo họ đi W2, họ xin loan rất là nhanh nhẹn, họ làm cái gì cũng ấy, họ đi xin thất nghiệp một cách dễ dàng, cái gì cũng dễ dàng hết. Còn trong khi những cái kia bắt đầu mình ngồi phải tôi có nên làm cái này không, tôi làm này có bị audit hay không, những cái câu hỏi tự dưng nó đặt lên. Trong khi đó những cái tiệm họ đã làm rồi, họ không bao giờ họ phải lo chuyện đó, họ lập tức họ vô, vừa mới nghe xong là họ có người làm liền cho họ. Yeah. Và những cái người đó sẽ là mở trước và sẽ có những người thợ tốt. Dạ. Nói tới đây thì có thể là con cũng xin khoe với chú với mấy cái anh chị trên này là có một tiệm của Ngân là trả W2, thì tới ngày hôm qua cũng đã nhận được cái khoản hỗ trợ PPP là 30 mấy ngàn. Không còn nhớ cái number nữa, tại vì con có tiệm của mình thì có accounting riêng để mà lo tất cả những cái khoản giấy tờ, cũng như là submit cái giấy tờ khi mà chính phủ họ đưa ra cái khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp, là trong ngày đầu tiên là cũng đã submit giấy tờ vào get in line liền luôn. Thì tới ngày hôm nay thì mình cũng đã nhận được 30 mấy ngàn tiền hỗ trợ, thì mình mới thấy được, lúc này mới thấy được cái quan trọng của người accounting hoặc là những người làm thuế cho mình. Họ đưa cho mình đi đúng đường và giống như có nói, họ sẽ là một người cố vấn tốt cho cái business của mình nữa. Thì chương trình ngày hôm nay tới đây cũng là kết thúc hết 3 phần của mình, là về cái phần những khoản tiền mình có thể vay để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình trong thời gian này. Thứ hai là về phần điều đình với landlord, thì cũng giải đáp cho mấy anh chị những cái nỗi lo, và những anh chị mà đang muốn bỏ tiệm hoặc là lo lắng quá thì mình cũng nên calm down để mà tìm cái cách bắt đầu reopen lại cái tiệm của mình, mà mình sẽ làm sao để mình có thể có thêm khách và phát triển hơn. Và cái phần thứ ba là về những anh chị thợ và cũng như là chủ, làm sao với mình deal với nhau để cả hai đều có lợi. Khi mà mình mở cửa trở lại, cái thu nhập của người thợ nó cũng phải đủ, hoặc là không đủ thì mình phải có cách nào để mà mình xin cái tiểu bang để cho cái thu nhập của mình không có thấp quá. Và con cũng cảm ơn chú đã dành thời gian quý báu đến với chương trình của Nail Shop ngày hôm nay để mà chia sẻ với mấy anh chị rất là nhiều thông tin bổ ích. Vâng, chú cảm ơn Ngân, và chú hy vọng là chương trình Nail Shop sẽ tiếp tục phổ biến những cái tin tức này, tại vì rất 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 có lợi cho kỹ nghệ và sẽ giúp cho tất cả mọi người trong tương lai. Dạ, chỉ cần chú gật đầu thôi là chương trình sẽ có liền. Và cảm ơn mấy anh chị đã dành thời gian theo dõi, và cũng như là share cái video này cho tới giờ phút cuối cùng thì vẫn còn 1.600 người theo dõi. Và em chúc mọi người sẽ có một đêm ngon giấc, và ngày mai mở mắt ra thì mình sẽ có nhiều cái tin tốt lành cho cuộc sống và cũng như là business của mình. Không những là mình là cái mà ngứa ngáy muốn mở tiệm, nhưng mà có rất nhiều người khách họ muốn tới tiệm của mình lắm. Dạ, nhưng mà đừng quên là mở ra thì mình cũng phải lưu ý là làm sao để có cái sự an toàn cho người thợ và cho người khách hàng khi tới tiệm của mình.
thì mấy anh chị có thể theo dõi những cái post của Neo Job, thì tụi em cũng chia sẻ một cái phần nào đó những cách mà em set up cho tiệm để mà chuẩn bị reopen lại. Mặc dù chưa biết thời gian nhưng mà mình có set up cho tiệm thì mình cũng là an tâm một phần. Và xin chào tạm biệt.